Phú Quốc, khởi tố người phụ nữ mua ma túy để sử dụng. Tại cơ quan công an Vi khai nhận bản thân mình nghiện lâu năm, trong lúc tìm nơi để sử dụng ma túy vừa mua được thì bị công an phát hiện, bắt cổ tang. Ngày mùng 2 tháng 7, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra đến công an thành phố Phú Quốc cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Tường Vi, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú khu phố 2 phường Đô Vinh, thành phố Phan Giang đến Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận để điều tra hành 6 tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 6, do cần ma túy để sử dụng, vì bắt xe ôm đến khu vực khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc mua 800.000 đồng ma túy đá của người đàn ông tên Phong không rõ nhân thân lai lịch. Khi Trần Thị Tường Vi đang đi tìm nơi để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt của tang. Tại cơ quan công an Vi khai nhận bản thân mình nghiện lâu năm, cả nhà cùng follow kênh để có thể cập nhật các tin tức mới nhất của Phú Quốc nha. Xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ.